Em thích ăn hủ tiếu hay thích ăn phở? Món nào em cũng thích. Em thích ăn hủ tiếu hay thích ăn phở? Món nào em cũng thích. Em thích ăn hủ tiếu hay thích ăn phở? Món nào em cũng thích. Em thích ăn hủ tiếu hay thích ăn phở? Món nào em cũng thích. Em thích ăn hủ tiếu hay thích ăn phở? Món nào em cũng thích. Em thích ăn hủ tiếu hay thích ăn phở? Món nào em cũng thích. <laughs> Còn anh, anh thích cái gì? Anh thích em. Còn anh, anh thích cái gì? Anh thích em. Còn anh, anh thích cái gì? Anh thích em. Còn anh, anh thích cái gì? Anh thích em. Còn anh, anh thích cái gì? Anh thích em. Còn anh, anh thích cái gì? Anh thích em. Em ghét con mì nhất. Em ghét con dán nhất. <laughs> nhất. nhất. Em ghét con mì nhất. Em ghét con dán nhất. Em ghét con mì nhất. Em ghét con dán nhất. Em ghét con mì nhất. Em ghét con dán nhất. Em ghét con mì nhất. Em ghét con dán nhất. Em ghét con mì nhất. Em ghét con dán nhất. Tại sao em ghét con dán? Tại con dán biết bay. Tại sao em ghét con dán? tại con dán biết bay tại sao em ghét con dán tại con dán biết bay tại sao em ghét con dán tại con dán biết bay tại sao em ghét con dán <facial> tại con dán biết bay tại sao em ghét con dán tại con dán biết bay anh yêu ai nhất anh yêu tiền nhất. Anh yêu ai nhất? 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 Anh yêu tiền nhất. Em đang giận anh hả? Đâu có đâu. Em đang giận người yêu em. Em đang giận anh hả? Đâu có đâu. Em đang giận người yêu em. Em đang giận anh hả? Đâu có đâu. Em đang giận người yêu em. Em đang giận anh hả? Đâu có đâu. Em đang giận người yêu em em đang giận anh hả đâu có đâu em đang giận người yêu em em đang giận anh hả đâu có đâu em đang giận người yêu em anh ơi <laughs> tính tiền đi rồi mình về ok chết anh quên đem bóp tiền rồi Bó anh ơi <laughs> tính tiền đi rồi mình về ok chết anh quên đem bất tiền rồi Bó Anh ơi Tính tiền đi rồi mình về Ok Chết Anh quên đem bất tiền rồi Bó Anh ơi Tính tiền đi rồi mình về Ok Chết Anh quên đem bất tiền rồi Bó Anh ơi Tính tiền đi rồi mình về Ok Chết anh quên đem bóp tiền rồi Bó anh ơi à. tính tiền đi rồi mình về ok chết anh quên đem bóp tiền rồi Bó em nhớ đây là ai không nhớ sao hơn con hà học trung lớp với mình nè à. em nhớ đây là ai không nhớ sao hơn con hà học trung lớp với mình nè à. em nhớ đây là ai không Nhớ sao hơn con Hà học chung lớp với mình nè. À, em nhớ đây là ai không? Nhớ sao hơn con Hà học chung lớp với mình nè. À, em nhớ đây là ai không? Nhớ sao hơn con Hà học chung lớp với mình nè. À, em nhớ đây là ai không? Nhớ sao hơn con Hà học chung lớp với mình nè. À, Anh sợ cái gì nhất? Anh sợ me. 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 Anh thích coi phim ma không? Anh rất thích coi phim ma nhưng anh sợ ma. Anh thích coi phim ma không? Anh rất thích coi phim ma nhưng anh sợ ma. Anh thích coi phim ma không? Anh rất thích coi phim ma nhưng anh sợ ma. Anh thích coi phim ma không? Anh rất thích coi phim ma nhưng anh sợ ma. Anh thích coi phim ma không? Anh rất thích coi phim ma nhưng anh sợ ma. Anh thích coi phim ma không? Anh rất thích coi phim ma nhưng anh sợ ma. <laughs> anh có bất ngờ cho em nè. Gì vậy anh? Em nhắm mắt lại đi. Vậy, anh? anh có bất ngờ cho em nè. Gì vậy anh? Em nhắm mắt lại đi. Vậy, anh? anh có bất ngờ cho em nè. Gì vậy anh? Em nhắm mắt lại đi Rồi Anh có bất ngờ cho em nè Gì vậy anh? Em nhắm mắt lại đi Đής Anh có bất ngờ cho em nè Gì vậy anh? Em nhắm mắt lại đi Rồi Anh có bất ngờ cho em nè Gì vậy anh? Em nhắm mắt lại đi Rồi Mình chia tay đi em Cái này thì bất ngờ thiệt đó Mình chia tay đi em cái này thì bất ngờ thiệt đó. Mình chia tay đi em. Cái này thì bất ngờ thiệt đó. Mình chia tay đi em. Cái này thì bất ngờ thiệt đó. Mình chia tay đi em. Cái này thì bất ngờ thiệt đó. Mình chia tay đi em. Cái này thì bất ngờ thiệt đó. Anh muốn đi du lịch ở đâu? anh muốn đi du lịch Đà Lạt anh muốn đi du lịch à đâu anh muốn đi du lịch Đà Lạt anh muốn đi du lịch à đâu anh muốn đi du lịch Đà Lạt anh muốn đi du lịch à đâu anh muốn đi du lịch Đà Lạt anh muốn đi du lịch à đâu anh muốn đi du lịch Đà Lạt anh muốn đi du lịch ở đâu anh muốn đi du lịch Đà Lạt em muốn đi du lịch ở đâu em muốn đi du lịch đảo Tim Anh em muốn đi du lịch ở đâu em muốn đi du lịch đảo Tim Anh em muốn đi du lịch ở đâu em muốn đi du lịch đảo Tim Anh Và... em muốn đi du lịch ở đâu em muốn đi du lịch đảo tim anh em muốn đi du lịch ở đâu em muốn đi du lịch đảo tim anh em muốn đi du lịch ở đâu em muốn đi du lịch đảo tim anh sao hôm nay nhìn em vui vậy em mới được tăng đưa sao hôm nay nhìn em vui vậy em mới được tăng đưa sao hôm nay nhìn em vui vậy em mới được tặng Sao hôm nay nhìn em vui vậy? Em mới được tặng Sao hôm nay nhìn em vui vậy? Em mới được tặng Sao hôm nay nhìn em vui vậy? Em mới được tặng được. Còn anh, sao nay anh cũng vui vậy? Bởi vì anh biết em vui. Còn anh, sao nay anh cũng vui vậy? Bởi vì anh biết em vui. Còn anh, sao nay anh cũng vui vậy? 今回はここで終了ですいかだでしたか新たな気づきや学びはありましたか よかったら、いいねと登録のクリックを、チッとしていただけると、今後の番組制作の励みになりますので、よろしくお願いします。それでは、次回の番組で、またお会いいたしましょう。トニー・ダンディの提供でした。